Chào mừng các bạn đến với Man Game Official. Mình là Shin và đây là chuyên mục tên là nhân vật, nơi mà mình dùng các bạn tìm hiểu về nhân vật xuất hiện trong thế giới manga và anime. Trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng mình tìm hiểu về nhân vật Denji trong series Chainsaw Man nhé. Denji là nhân vật chính của series Chainsaw Man. Sau khi gặp Makima, cậu trở thành một thợ săn quỷ của đội bảo an công cộng. Video này chắc chắn sẽ chứa spoil từ truyện, nên nếu bạn nào là fan của anime và không muốn bị tiết lộ những thông tin mới nhất thì hãy dừng ngay video này lại và đi đọc truyện đã nhé. Còn nếu các bạn không sợ bị spoil thì không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu video thôi. Khi còn là một cậu nhóc, Denji thừa kế luôn khoản nợ của cha mình từ lũ Yakuza. Sau khi gặp Pochita, cậu đã cứu nó bằng cách cho nó ít máu và vô tình lập khế ước với con quỷ, sau đó trở thành thợ săn quỷ cho Yakuza với nỗ lực trả nợ. Mà cái số phận con nợ thì nó đen. Nếu như có streamer nào đó vừa nợ thêm 2 tỷ thì Denji cũng mãi mà không thể trả hết nợ, cả gốc lẫn lãi. Món nợ của Denji bắt nguồn từ chi phí y tế của người mẹ quá cố mà cha cậu đã không thể trả hết trước khi tự kết liễu đời mình. Khi Yakuza phản bội Denji và giao nộp cậu cho chủ nhân của chúng là quỷ thay ma, Pochita đã trở thành trái tim của Denji và hồi sinh cậu ấy thành quỷ cưa. Denji sau đó đã đánh bại quỷ thay ma và một phần đội quân thay ma của hắn. Denji là một cậu bé tuổi teen với mái tóc vàng rối bù xù. Cậu có đôi mắt màu nâu vàng với bọng mắt lớn vừa với quầng thâm, tạo ra vẻ ngoài luôn uể oải và mệt mỏi. Răng của Denji rất sắc, do bị suy dinh dưỡng từ nhỏ, cậu có thân hình gầy guộc với xương sườn nhô ra. Vào đầu của bộ truyện, Denji bị mất mắt phải và một số cơ quan khác, bao gồm cả một bên tinh hoàn. Sau khi lập giao ước với Pochita, một sợi dây cưa hình thành ở giữa ngực của cậu và Denji cũng lấy lại được những gì đã mất của mình. Nếu dây cưa của Denji được kéo ra trong khi cậu không còn đủ máu, thì một phần lưỡi cưa sẽ nhô ra khỏi mặt cậu. Nếu dây cưa được kéo trong khi có đủ máu, thì đầu cậu sẽ biến thành hình dạng của quỷ cưa, tràn đầy cảm giác cơ học với những chiếc răng nanh dài, lởm chởm và tay cầm cưa ở sau đầu. Những chiếc cưa lớn sẽ nhô ra từ trán, cánh tay và chân của cậu nếu như Denji muốn. Sau khi đầu hàng Makima, Denji buộc phải biến thành một quỷ cưa hoàn toàn. Trước khi biến đổi, ruột của cậu trồi lên từ dạ dày và quấn quanh cổ giống như là chiếc khăn gió ấm vậy. Sau khi biến đổi, cơ thể của cậu có màu đen, trông như được bao phủ bởi các tấm vảy bọc thép. Cậu nổi thêm gai ở vai và ở phía sau đầu. Cơ thể của Denji cũng trở nên to lớn hơn nhiều, cao hơn so với người bình thường. Cậu có 4 cánh tay, tất cả đều được trang bị một lưỡi cưa sắt. Denji vừa thô lỗ vừa ngây thơ do không được học hành chính quy và hòa nhập với xã hội. Một phần lý do lớn cho việc này là do cậu đã sống trong cảnh nghèo đói trầm trọng. Tuy nhiên, cậu vẫn có thể đồng cảm với người khác, sẵn sàng cứu những người gặp nguy hiểm hết mức có thể. Mặc dù Denji không phải là người thông minh, nhưng cậu vẫn có khả năng đưa ra những ý tưởng hay ho để hạ gục đối thủ là quỷ. Sau khi trở thành thợ săn quỷ của đội bảo an công cộng và được đáp ứng các nhu cầu cơ bản, Denji bỗng dưng không biết rằng mình mong muốn điều gì trong cuộc sống nữa. Dần dần, Denji cũng lo sợ về việc bản thân thiếu đi sự đồng cảm sau khi biến đổi. Khi câu chuyện tiến triển, càng thấy rõ ràng là Denji bị tổn thương về mặt tình cảm và tuyệt vọng khi muốn được yêu bởi một ai đó. Cậu bám lấy Makima, thậm chí còn có thể trở thành một con chó để không cảm thấy tổn thương khi mất đi những thứ và những người mà cậu yêu thương. Tất nhiên, điều này đã phản tác dụng khi việc chứng kiến Power chết đã khiến cho cậu đầu hàng hoàn toàn trước Makima. Về cơ bản là xóa bỏ nhân cách và trạng thái tinh thần của Denji. Điều này vẫn được thể hiện rõ khi Denji nói với Kishibe rằng cậu không định giết Makima mà là hòa làm một với cô ấy và từ đó đánh bại cô ấy. Bằng cách kéo sợi dây ở ngực của mình, Denji có thể biến thành quỷ cưa sắt khát máu. Cậu cần máu để có thể sử dụng khả năng này, vì vậy nếu không có đủ máu, cậu không thể biến hình hoàn toàn. Tuy vẫn có thể biến hình thành cưa máy nhưng chúng ngắn và yếu hơn nhiều. Khả năng này được tiết lộ là kết quả của khế ước giữa cậu và Pochita. Để đổi lấy một cuộc sống bình thường, Pochita đã trở thành trái tim của Denji. Từ đó thì Denji có đủ sức mạnh để bắt một chiếc ô tô bị hất văng lên trời mà không hề loạn choạng và thậm chí có thể ném nó về phía sau. Sau này thì Denji còn có thể ném trái tim của mình đủ mạnh để xuyên qua bầu khí quyển của trái đất, ngăn bản thân bị lạc trong không gian. Denji cũng có thể chịu được một vụ nổ vô định từ quỷ rơi, thứ sức mạnh đã phá hủy tòa nhà phía sau cậu. Sau khi trúng đòn, Denji đã có thể đứng dậy và tiếp tục chiến đấu. Ngoài ra thì cậu cũng đã sống sót sau nhiều vụ nổ trong một khoảng thời gian dài. Denji có thể chịu được trong một cuộc chiến khi đã bị đốt cháy. Cậu đã hồi phục sau khi bị chặt đầu và gần như mọi bộ phận trên cơ thể cậu đều bị cắt đi nhiều lần. Là một phần của quá trình biến đổi,
Denji mọc thêm những chiếc cưa có đầy đủ chức năng từ tay, chân và đầu của mình. Những chiếc cưa này cực kỳ hiệu quả trong việc cắt xuyên qua lũ quỷ, có thể chém thẳng cánh tay của quỷ rơi. Các có thể tạo ra những chiếc cưa ngắn ở dưới chân, giúp cho bám vào tường và thậm chí là đi luôn ở trên tường. Nếu cần sử dụng toàn bộ tay và chân để làm việc gì đó, thì cưa máy của Denji sẽ tự động rút vào bên trong cơ thể. Một khả năng khá kỳ lạ của Denji đó là cậu có thể tháo dây xích của mình ra khỏi cưa máy để quấn quanh cơ thể của đối thủ. Cậu có thể sử dụng chiêu này để kéo chúng lại gần mình hơn. Nếu cánh tay của Denji bị xé ra nhưng vẫn còn kết nối với cơ thể của cậu, thì cậu cũng có thể sử dụng sợi dây xích như một phần cơ thể của mình để quấn quanh kẻ thù. Sau khi từ bỏ khế ước với Pochita, Denji biến thành một ác quỷ hoàn toàn. Trong hình dạng này, cậu thể hiện tốc độ và sức mạnh đáng kinh ngạc. Mặc dù đã nhận sát thương và thậm chí còn bị làm chậm khi bị đưa xuống địa ngục và bị nổ tung, những hành động này chỉ cản trở Denji trong vài phút trước khi cậu trở lại bình thường. Sức mạnh to lớn của cậu càng được làm nổi bật ở địa ngục, nơi người ta ngụ ý rằng cậu đã đánh bại mọi con quỷ trú ngụ trong đó. Makima nói rằng cậu đã giết cô ấy 26 lần bằng hình dạng này. Sau khi bị Makima đánh bại để cứu Kobeni và sau đó được Power giải cứu, Denji biến đổi trở lại bình thường và tỉnh lại. Denji có thể hồi phục hoàn toàn gần như bất kỳ vết thương nào gây tử vong và trong một số trường hợp có thể hồi phục ngay cả sau khi chết, miễn là có thể hấp thụ đủ lượng máu. Sau khi bị quỷ rơi đánh mất cánh tay của Denji đã tự liền lại sau khi được truyền máu. Với cuộc chiến chống lại ông già Noel, cậu đã hấp thụ một lượng máu của những con rối để tiếp tục chiến đấu trong khi vẫn còn đang bốc cháy. Khi ở dạng quỷ hoàn toàn, cậu có thể tái sinh từ trái tim của mình. Sau khi nhận thấy phương pháp này để tái sinh, Denji có thể loại bỏ Pochita khỏi cơ thể và tái tạo nó thành một thực thể riêng biệt. Nhờ có máu từ Power, Denji có thể tạo ra một chiếc cưa từ máu của mình và nó có thiết kế tương tự như là sừng của Power. Bằng cách sử dụng khả năng điều khiển máu, Denji có thể làm rối loạn sự tái sinh của Makima, cho phép cậu đánh bại cô ấy. Ngay cả khi không biến hình, Denji vẫn là một chiến binh chiến đấu ngon lành, dù là bằng tay không hay là có vũ khí. Khi chiến đấu với quỷ đỉa, thứ có kích thước và trọng lượng gấp nhiều lần cậu, Denji có thể dễ dàng đỡ đòn của cô ta, đồng thời tung ra những cú đấm và cú húc đầu với đủ lực để gây sát thương cho đối thủ. Kỹ năng của cậu được cải thiện hơn nữa sau khi luyện tập với Kishibe, từ đó dựa nhiều hơn vào chiến lược thay vì sức mạnh mù quáng. Vừa rồi là một số thông tin cơ bản của nhân vật Denji trong series Chainsaw Man mà chúng mình vừa đưa đến cho các bạn. Tiêu điểm về nhân vật tiếp theo sẽ hoàn toàn do các bạn quyết định. Vì vậy, hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận để cho chúng mình biết nhé. Và nếu các bạn thấy thích video này thì đừng quên để lại một like, share và một subscribe cho Manga Anime Official để chúng mình làm ra được nhiều video hay hơn nữa trong tương lai. Và cũng bởi vì nó miễn phí mà. Mình là Shin, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Manga Anime Official. Nếu các bạn thích video này thì hãy nhấn like, subscribe và đừng quên nhấn vào nút chuông nhỏ ở phía bên phải để nhận được những thông báo mỗi khi chúng mình ra video nhé.